Xin chào mọi người, chào các bạn. Hôm nay mình làm một cái clip để mình chia sẻ cho anh em cái mô hình nuôi bồ cạp bên mình nha. Thì đây là một cái số bồ cạp mà bố mẹ trong cái chuồng bên kia mình nuôi, có số lượng nó tăng đàn nhiều nên mình tách cái chuồng lớn nha các bạn. Thì đây là cái chuồng bồ cạp mà mình làm cách đây cũng hết 3 ngày để mình vận chuyển những cái con bồ cạp bố mẹ sang cái chuồng lớn này. Thì cái diện tích của cái chuồng này là 20 mét vuông các bạn. Ở đây mình thả khoảng cả 6 đến 700 con bố mẹ. Thì chuồng này mình làm bằng tôn lành nha các bạn. Rồi mình chấn xuống đất 2 tấc. Ở dưới đất thì mình có đổ một cái lớp xi măng. Mình có đổ một cái lớp xi măng để mình giữ cái chân lại, với lại nó chống xét nha các bạn. Còn đây là số bồ cạp bố mẹ mà chuẩn bị sinh sản rồi mình chuyển qua đây. Thì do bên bển thì nó do nó chặt quá nên mình nó chuyển vào cái lô bên đây, là cái diện tích này nó rộng hơn. Ở bển chỉ có là 5 mét vuông thôi, bên đây là 20 mét vuông, là gấp 3 lần, gấp 4 lần nha các bạn. Thì hôm nay mình muốn quay cho các bạn xem cái bồ cạp này thì ai nuôi cũng được, rất là dễ nuôi. Nhưng mà các bạn, nếu mà các bạn chưa biết nuôi thì ngay cái mùa sinh sản này nè, các bạn cũng hạn chế vận chuyển. Đây mình chuyển con gần, bên cái trại bên kia mình chuyển qua. Thì ở đây thì mình dùng cũng sơ dừa, mình dùng cái sọ dừa đó quay, rồi lá dừa, bẹ dừa mình úp lại nhau, rồi mình làm chỗ cho nó trú ẩn với chỗ cho nó sinh sản thôi. Đây là cái mình làm xung quanh cái trại bồ cạp nữa các bạn. Cái chuồng bồ cạp nè, phía sau chuồng dế nha các bạn. Hôm nay mình hướng dẫn thả bồ cạp cho các bạn xem nha. Thì ở đây mình có khoảng 700 con, mình không có đếm nữa, mình nhấm chừng vậy thôi chứ mình không có đếm được. Đây mình thả thì mình thả xuôi vô thì mình thả như mình tách ra, có thả ăn chỗ mớ vậy các bạn, đừng thổi thả tập trung quá. Thì thả này thì khoảng ngày sau mình cho thức ăn vô. Hôm nay mình sẽ tiến hành thả cho các bạn xem nha. Bắt cho các bạn xem mấy con bồ cạp mà nó có chữa bụng chữa nè các bạn. Nó đang cái bụng chữa của nó là nó sẽ bụng nó rất là phệ, nó căng tròn lên. Bồ cạp này, con này là con đực nè, con này con đực, con này cái bụng phệ nè, đó bụng nó phệ. Để mình thả nha các bạn. Đây thì cái chuồng mình làm cũng đơn giản lắm. Rồi mình làm cái ống thoát nước nha các bạn. Ống thoát nước ở bên góc đó, đó, để cho khi mà mưa, bữa nay mình làm chuồng ngoài trời luôn, mưa nó thoát nước đó, mình để đây là tự động nó bò xuống nó rút viên nha. Còn đây là tàu lá dừa, mình chùm để mình tạo mát cho cái con bồ cạp thôi. Vài ngày nữa mình sẽ chia sẻ cho các bạn xem cái chuồng bồ cạp lứa của mình nha. Mình cũng đang chuẩn bị làm cái buồng chuồng bồ cạp lứa vì nó nhỏ, nó tấn lên cũng nhiều rồi nên mình muốn nông rộng cái diện tích nó ra, để chứ nó hẹp quá thì nó đâm ra cũng dở lắm, nuôi cũng không đạt. Mình chêm gì tự động nó bò nó rút riêng kìa. Thì mình thả bồ cạp là mình tiến hành mình thả vào giấc sáng hoặc giấc chiều nha các bạn. Đừng có nên là thả vào buổi trưa. Buổi trưa thì buổi trưa nắng nó bồ cạp nó sẽ hao nhiều lắm. Mình vận chuyển nó sẽ hao. Với lại mình bắt bồ cạp nó nóng quá nó đâm ra nó càng bồ cạp nó mệt. Với lại cái số bồ cạp này là bồ cạp sinh sản của mình nên ra mình vận chuyển, mình không có vận chuyển xa được, mình chỉ tách chuồng thôi. Các bạn để gì tự động nó đổ nó bò ra riêng các bạn.
Thì khoảng 3 ngày nữa mình sẽ quay cho các bạn xem cái chuồng bồ cạp nhỏ của mình, nhưng là bồ cạp lứa đó, bồ cạp lứa mà cái số con của bồ cạp này nè nó đẻ ra. Thì mình sẽ làm cho các bạn xem cái chuồng sẽ diện tích nó khoảng có 15 mét vuông. Cái chuồng này thì chuồng bố mẹ nó mình chứa khoảng 600-700 thôi, không có chứa nhiều. Thì mình lấy cho mình sinh sản thì mình nuôi nó thưa thưa thôi, đừng có nuôi dày quá nó không có đạt nha các bạn. Khoảng vài ngày nữa mình sẽ chia sẻ cho các bạn xem cái chuồng bồ cạp lứa của mình. Gà đó mạnh, con nào nó bò ở đâu nó bò đi. Rồi, hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái đoạn clip ngắn nha các bạn. Thì các bạn nào mà có cái nhu cầu mà mua con bồ cạp giống đó, thì liên hệ với mình. Mình ở đây thì mình chưa có bán bồ cạp ký đâu. Thì thật ra đây mình cũng đang làm bồ cạp để mình coi như là mình vừa bán và vừa nhân giống nó lên, để sau này có số lượng lớn thì mình mới bán ra cái thị trường được. Chứ thực sự bây giờ mình chỉ là giới hạn ở mức độ là bán con giống thôi. Các bạn nào mà có nhu cầu thì liên hệ với mình. Thì hoặc là bồ cạp ngâm rượu đó, bồ cạp ngâm rượu thì mình chỉ là bán cho các bạn, là chỉ là nếu mà mua bồ cạp ngâm rượu thì chỉ là mình bán những cái con mà cái con đực thôi, còn cái con cái thì mình đã giữ lại vì con đực nó ngâm sẽ đẹp hơn và tốt hơn con cái. Rồi các bạn nào mà mua sinh sản thì mình lựa có đực có cái nha các bạn. Thì theo cái tỷ lệ của mình đúng nhất là cái tỷ lệ theo mình nuôi khoảng 2 năm nay rồi, thì là cái tỷ lệ nó là phải 6-4 thì nó sẽ đạt hơn. Thì trong quá trình mình nuôi đó thì mình nếu mà mình số lượng ít đó, thì khi mà tới mùa sinh sản thì mình sẽ sóc cái chuồng nó lên để mình tách những cái con bồ cạp mẹ, bồ cạp có mang bầu đó, sang một cái chuồng một bên để cho những con bồ cạp nó sinh sản ra cho nó tốt. Chứ còn ở đây như mình thì số lượng nó hơi nhiều rồi, mình nó bỏ đại á, nó đẻ ra thì nó nhỏ đây, mình lâu lâu mình sóc ra mình bắt cái con nhỏ mình tách riêng thôi, chứ mình không có thể nào mà tách riêng con bồ cạp lớn nào, vì mình không có làm chuồng nhiều. Cuối video mình cũng xin chúc các bạn nhiều sức khỏe nha. Các bạn nào mà thấy video của mình hay thì like và chia sẻ cho mình nha. Mình cảm ơn. Chúc các bạn nhiều sức khỏe nha. Chào các bạn.